Vụ việc được camera hành trình ghi lại cảnh một người phụ nữ điều khiển xe máy lít mang biển kiểm soát 73F131405 đang di chuyển trên đường bất ngờ rẽ trái không tín hiệu, không quan sát. Chiếc ô tô có cam hành trình mặc dù đã còi báo hiệu từ trước nhưng do nữ tài xế đi xe máy sang bất ngờ nên tài xế không kịp xử lý. Hậu quả khiến người phụ nữ đi xe máy bị hút bay 2-3 mét, bị thương nhẹ. Chiếc xe máy cùng phần đầu chiếc ô tô bị hư hại. Vụ tai nạn xảy ra sáng nay ngày 4 tháng 10 trên quốc lộ 1K đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo đó khoảng 7 giờ sáng, một người đàn ông chạy xe máy biển số 68G147473 di chuyển trên quốc lộ 1K hướng Biên Hòa về thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa qua với giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn thì va chạm với chiếc xe đầu kéo chở sắt cuộn chạy cùng chiều. Va chạm làm cho người đàn ông ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán chết tại chỗ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông đã xử phạt hai tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Theo đó, đoàn xe ưu tiên do cục cảnh sát giao thông dẫn đoàn di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo hướng Hạ Long về Hải Phòng. Đi đến km 11 cao tốc, đoàn ưu tiên gặp xe ô tô tải mang biển số 14C24752 do tài xế Phạm Ích Quy, 34 tuổi, Từng trú tại Hải Dương điều khiển lưu thông cùng chiều nên đã phát tín hiệu còi đèn ưu tiên, yêu cầu lái xe nhường đường. Tuy nhiên tài xế Quy không chấp hành, không nhường đường cho đoàn trên một đoạn đường dài. Trước đó tại km số 4 đoạn tuyến cao tốc Hải Phòng Hạ Long, tài xế xe tải biển số 14C30058 di chuyển theo hướng Quảng Ninh Hải Phòng cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm trên. Ô tô tải tông móc đôi xe bán tải Forenger đang dừng tại trạm thu phí. Vụ tai nạn xảy ra tại trạm thu phí Hàm Rồng, tại xã ia băng huyện đắc đoa tỉnh gia lai theo đó chiếc xe tải mang biển kiểm soát 21c06359 lưu thông trên quốc lộ 14 khi đến trạm thu phí hàm rồng thì bất ngờ tông vào đuôi ô tô bán tải forerang mang biển kiểm soát 81c18072 đang dừng thu phí cú tông mạnh khiến xe bán tải bị đẩy đi khoảng 10m hư hỏng khá nặng rất may không có thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ Lái xe bồn hổ báo cầm dao xuống sàn mặt tài xế ô tô tải. Theo đó, tài xế xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 15C25731 lưu thông trên đường một cách vội vàng, liên tục lạng lách qua các phương tiện cùng chiều. Khi lái xe bồn lách trước đầu xe tải có gắn cam hành trình, thì tài xế xe tải có bấm còi để cảnh báo. Tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi đi được một đoạn đường, thì lái xe bồn ép xe tải, dừng rồi hung hăng cầm dao xuống chửi bới, dàn mặt lái xe tải sự việc được ghi lại xảy ra tại hải phòng